Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta lại tranh thủ gặp nhau một chút trong bản livestream cùng cập nhật những thông tin dự báo thời tiết mới nhất ạ. Một chút nữa thì Thanh Tùng cũng sẽ có một cái bản thời tiết đặc biệt vào tối chủ nhật, thì thường là chúng tôi sẽ có một cái bản tin thời tiết đặc biệt ạ. Ngày hôm nay thì cái bản tin dự báo thời tiết đặc biệt này sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về cái xu hướng thời tiết trong một tuần tới ở các khu vực trên cả nước, và đặc biệt là chúng ta sẽ đến với những cái hình ảnh rất là đẹp mắt, rất là lãng mạn ở vùng núi phía Bắc, khi mà chúng ta chiêm ngưỡng những cái thửa ruộng bậc thang bước vào mùa lúa chín vô cùng là đẹp mắt và hấp dẫn ạ. Và thời tiết trong những ngày tới thì cũng khá là thuận lợi để chúng ta có thể lên kế hoạch có một cái hành trình đến vùng núi phía Bắc để có thể tận hưởng được những cái khoảnh khắc mà chúng ta chiêm ngưỡng những cái ruộng bậc thang lúa chín vàng óng như vậy. Các bạn hãy theo dõi vào 19h40 ngày hôm nay nhé, trên kênh VTV1 sau khi mà chương trình thời sự kết thúc. Tức là còn khoảng hơn nửa tiếng nữa. Thế thì tranh thủ một chút ít thời gian này, vẫn còn khoảng 30 phút nữa thì mới lên hình bản tin đó, thì Thanh Tùng sẽ gặp các bạn trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Để tranh thủ sẽ chia sẻ nhanh thôi. Tất nhiên là không có nhiều thời gian thì chúng ta chia sẻ nhanh thôi một số những thông tin thời tiết quan trọng. Bây giờ bắt đầu các bạn đặt câu hỏi nhé, và các bạn hãy đặt câu hỏi luôn giúp Thanh Tùng, bởi vì là một chút nữa thôi thì thường là Facebook sẽ có những cái hoạt động kiểu như là hạn chế cái tương tác của mọi người, thế nên là chúng ta rất là khó để có thể đọc được comment của các bạn. Bây giờ thì Thanh Tùng đã nhìn thấy những comment đầu tiên. Hà Tĩnh mưa không anh? Đây là câu hỏi của khán giả Lê Hữu Cường. Xin chào khán giả Lê Hữu Cường ạ. Hà Tĩnh ngày mai thì theo dự báo là không mưa và một ngày trời nóng ạ. Nhiệt độ là từ 26 cho đến khoảng 33 độ vào ngày mai. 34 độ, cao nhất là có thể là 34 độ. Như vậy là thời tiết cũng khá là nóng vào ngày mai ở Hà Tĩnh ạ. Xin chào khán giả Đỗ Thế Huy. Hải Phòng ngày mai ra sao? Đây là câu hỏi của Đỗ Thế Huy. Ở Hải Phòng ngày mai thì theo dự báo là nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn ạ. Ngày mai xu hướng chung của miền Bắc là nắng xuất hiện nhiều hơn, và chúng ta cũng cảm thấy khá là nóng. Ví dụ như thủ đô Hà Nội là một trong những nơi nóng nhất, ngày mai 35 độ. Nhưng mà Hải Phòng thì hy vọng là sẽ đỡ hơn một chút. Tất nhiên là cũng không thể nào mà thời tiết dễ chịu được, nhưng mà chắc là sẽ đỡ hơn một chút so với Hà Nội. Ở Hải Phòng ngày mai thì mức nhiệt cao nhất là 34 độ. Như vậy là chúng ta cũng cảm thấy khá là nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều đấy ạ. Mọi người hãy chú ý là chúng ta hạn chế ra ngoài đường trong khoảng thời gian từ 11 giờ cho đến 16 giờ nhé. Nói chung thời tiết vẫn còn rất là oi. Mặc dù là bước sang mùa thu rồi, nhưng mà thời tiết chưa thực sự như những gì mà chúng ta kỳ vọng. Bởi vì mùa thu trong trí nhớ của tất cả chúng ta đó sẽ phải là những ngày mà thời tiết rất là mát mẻ, dễ chịu, rất là lãng mạn, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì thời tiết chưa thể hiện được điều đấy. Có lẽ là chúng ta phải đợi thêm một số ngày nữa, bởi vì bây giờ cũng mới là đầu thu thôi nên là thời tiết nó chưa được rõ ràng cho lắm. Mà các bạn chú ý là những ngày thời tiết giao mùa như thế này thì rất là dễ mà chúng ta có thể là có những cái bệnh về đường hô hấp nhé. Mọi người chú ý là cảm cúm, nhức đầu này, sổ mũi này rất là dễ xảy ra, rồi là viêm họng nữa. Thì mọi người hãy chú ý là bảo vệ sức khỏe của mình thật là tốt nhá. Hà Nội ngày mai bao nhiêu độ vậy? Khán giả Bố Tộp thân mến, ngày mai thì Hà Nội được dự báo là một trong những nơi nóng nhất của miền Bắc ạ. Nhiệt độ cao nhất thủ đô Hà Nội ngày mai là 35 độ. Nóng nhất thì là Hòa Bình, 36 độ. Xin chào khán giả Lê Thu Trang. Chào em, Đà Nẵng ngày mai thế nào? Đà Nẵng ngày mai thì nắng xuất hiện nhiều và cũng khá là nóng ạ. Mức nhiệt có thể chạm lên ngưỡng nắng nóng là 35 độ. Ngày mai khá là nhiều nơi của miền Trung nắng nóng. Bắc miền Trung cũng có điểm nắng nóng và phía Nam miền Trung cũng có điểm nắng nóng ạ. Thế nên là sẽ hơi khó chịu một chút nếu như mọi người di chuyển ở ngoài đường. Thì chúng ta hãy... tốt nhất là tránh cái khoảng thời gian mà nắng mạnh nhất, đó là từ 11 giờ cho đến 15-16 giờ chiều. Xin chào khán giả Tom Jerry. Hưng Yên tuần tới thời tiết như thế nào? Ngày đầu tuần thì Hưng Yên cũng như là nhiều nơi khác của miền Bắc xu hướng là mưa giảm rồi nắng xuất hiện nhiều, và chúng ta sẽ cảm thấy khá là nóng. Ngày mai Hưng Yên mức nhiệt cao nhất có thể đạt là 33 cho đến 34 độ ạ. Khán giả Lê Thị Tuyến thân mến, Tuyên Quang ngày mai hầu như là sẽ không có mưa, rất là ít khả năng có xảy ra mưa. Nắng xuất hiện nhiều ạ, và chúng ta sẽ cảm thấy hơi oi, hơi nóng một chút, thời tiết không được thực sự dễ chịu. Tất nhiên là nó cũng không đến mức là quá nóng mọi người nhé, không đến mức là quá nóng, nhưng mà để mà nói là dễ chịu theo kiểu thời tiết của mùa thu thì ngày mai chưa đáp ứng được điều đấy. Xin chào khán giả Hà Hồng Cao, xin chào biên tập viên Thanh Tùng. Hưng Yên ngày mai thế nào? Hưng Yên ngày mai nắng nhiều ạ, và hơi oi nóng một chút đấy ạ. Quảng Ninh thế nào anh đẹp trai ơi? Đây là câu hỏi của khán giả Lan Ngọc. Xin chào Lan Ngọc. Với Quảng Ninh thì ngày mai mức nhiệt cao nhất có thể đạt là 34 độ. Và chúng tôi lưu ý là Quảng Ninh cũng là một trong những nơi mà được đánh giá là có chỉ số tia UV ngày mai khá là cao. Có thể ở mức 9, tức là cái mức gần như là cao nhất rồi. Nên là rất là hại cho da và mắt của chúng ta. Nên là mọi người chú ý là khi mà chúng ta đi ra ngoài đường thì chúng ta rất nên là phải che chắn thật là kỹ nhá. Mọi người phải có áo chống nắng, có mũ, nón, ô. Rồi là những ai cẩn thận hơn nữa thì chúng ta hãy thoa kem chống nắng. Một số những cái tip nho nhỏ mà Thanh Tùng muốn chia sẻ các bạn khi mà chúng ta sử dụng kem chống nắng, đó là chúng ta hãy phải lấy một cái lượng nó đủ lớn mọi người nhé. Lấy ít kem chống nắng quá nó cũng không có tác dụng nhiều đâu. Lấy một lượng đủ lớn này. Thứ hai là chúng ta khi mà chúng ta thoa kem chống nắng thì cố gắng là dùng ngón tay. Chúng ta có thể là vỗ lên những cái vùng da để có thể kem chống nắng nó hấp thụ tốt hơn, có tác dụng chống nắng tốt hơn. Và cứ sau khoảng 2-3, nếu như không có điều kiện thì khoảng 4 tiếng thì chúng ta nên thoa lại kem chống nắng một lần. Bởi vì là sau vài tiếng như vậy thì cái tác dụng của kem chống nắng nó hết rồi. Thì mọi người hãy thoa lại kem chống nắng để tiếp tục chống nắng tốt nhất nha mọi người nhé. Xin chào khán giả Hoa Hồng có gai. Quảng Ninh ngày mai thế nào? Quảng Ninh ngày mai nắng nhiều ạ, khá nóng ạ. Sơn La ngày mai thời tiết thế nào bạn? Sơn La ngày mai thì lại là một nơi mà nhiệt độ lại đỡ hơn, đỡ nóng hơn so với những nơi khác của miền Bắc. Cao nhất là khoảng chừng 30 trên 30 độ một chút. Đó. Về tối và đêm thì ở Sơn La lại rất là mát mẻ với nhiệt độ chỉ khoảng là 24 độ thôi ạ. Ngày mai Hưng Yên thời tiết thế nào anh? Đây là câu hỏi khán giả Nguyên Bảo. Bạn ơi, ở Hưng Yên ngày mai chung xu hướng của miền Bắc đó là nắng nhiều, oi và nóng. Thời tiết không được thực sự đẹp ạ. Đó là cái xu hướng thời tiết của miền Bắc. Thế còn ở miền Trung ngày mai thì cái số điểm nắng nóng còn nhiều hơn cả miền Bắc mọi người nhé. Ví dụ như là Thanh Hóa, Vinh này, Đồng Hới này là những cái nơi mà nhiệt độ khá là cao. Ở Nam miền Trung cũng có một điểm nắng nóng, hình như Thanh Tùng nhớ không nhầm thì nó là Đà Nẵng hoặc là một nơi nào đó mà tự nhiên Thanh Tùng lại quên mất. Một nơi. Và tổng cái số điểm nắng nóng của miền Trung ngày mai cũng có thể là có tới 4-5 điểm, có thể chạm tới ngưỡng nắng nóng là 35 độ. Những nơi khác thì nhiệt độ khoảng 32 cho đến 34 độ. Và nắng xuất hiện rất là nhiều và hầu như là không có mưa. Chỉ có phần sâu xuống phía nam của miền Trung như là ở Quy Nhơn này, Tuy Hòa này thì hay là ở Nha Trang, Phan Rang, Tháp Chàm, Mũi Né, Phan Thiết thì về chiều tối là có thể là có mưa rông. Ở khu vực Kon Tum ngày mai thì nhiệt độ cũng ở trong khoảng vừa phải, không nơi nào vượt quá mức nhiệt 30 độ. Nam Bộ thì cũng không quá nóng. Chúng ta lưu ý là mưa rông có thể xuất hiện về chiều tối và vẫn có thể là có những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là rông lốc, sấm sét hay gió giật mạnh có thể đi kèm này, mọi người lưu ý nhé. Xin chào khán giả Đỗ Hữu Thức ạ. Thanh Hóa ngày mai thời tiết thế nào? Ở Thanh Hóa ngày mai theo dự báo là không có mưa, nắng khá là nhiều ạ. Và nhiệt độ ngày mai cũng có thể chạm tới ngưỡng nắng nóng là 35 độ. Thanh Hóa ngày mai có thể là chạm tới ngưỡng nắng nóng 35 độ. Như vậy là thời tiết cũng tương đối là khó chịu đấy. Mọi người nếu như không có cái việc gì đặc biệt thì chúng ta hạn chế di chuyển ngoài đường trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều nhé. Xin chào khán giả Diệu Hoa. Đà Nẵng thời tiết tuần tới như thế nào? Thời tiết ở tuần tới, tức là ngay đầu thứ hai nhé, ngay đầu tuần nhé. Bạn Diệu Hoa thân mến thì ở Đà Nẵng nắng nhiều, khá là nóng ạ. Nhiệt độ có thể lên tới mức là 34 đến 35 độ. Miền Bắc vẫn nắng nóng quá, đúng rồi khán giả Tiến Anh Phạm ơi. Miền Bắc thực sự mặc dù là đã bước vào mùa thu rồi nhưng mà thời tiết rất là nóng. Ngày mai xu hướng nó còn nóng, nói chung là ví dụ như thủ đô Hà Nội nha, ngày mai và ngày kia, 2 ngày tới đều có cái thời tiết tương tự như là ngày hôm nay, đều là 35 độ cả. Xong rồi đến thứ tư thì mây xuất hiện nhiều hơn một chút nhưng cũng không đáng là bao cả. Nhiệt độ có giảm nhưng chỉ giảm được 1 độ thôi, xuống còn 34 độ. Đến thứ năm mưa rông xuất hiện thì Hà Nội mới bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Lúc đó thì nhiệt độ có thể hạ xuống ở mức là khoảng 32 độ. Như vậy là ít nhất là trong ngày mai là ngày thứ hai này, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì miền Bắc cũng như thủ đô Hà Nội về cơ bản là thời tiết vẫn khá là oi, sẽ tương đối là nóng. Đến thứ năm thì hy vọng là một số nơi có mưa giúp giải tỏa đi bầu không khí thì thời tiết dễ chịu hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã cùng đồng hành với Thanh Tùng ngày hôm nay, và Thanh Tùng đã kịp chia sẻ những thông tin thời tiết quan trọng nhất diễn ra vào ngày mai trên mọi miền của đất nước, ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Bây giờ tổng hợp nhanh lại một lần nữa dành cho những quý vị khán giả, những bạn mà vào sau nha, chưa kịp theo dõi nha. Miền Bắc ngày mai nắng nhiều, sẽ cảm thấy hơi nóng một chút. Hà Nội, Hòa Bình, Việt Trì là 35-36 độ, những nơi khác thì từ 34 độ trở xuống. Miền Trung thì ở phần phía Bắc như là Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới hay là Huế thì cũng khá là nóng, 35 độ. Sâu xuống phía Nam thì nhiệt độ đỡ hơn. Một vài nơi như là ở Tuy Hòa, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Rang, Tháp Chàm, Mũi Né hay là Phan Thiết thì có thể là có mưa dông về chiều tối. Thế còn ở khu vực Tây Nguyên thì nhiệt độ vừa phải, không quá 30 độ. Nam Bộ thì khoảng 31, 32, 33 độ, cũng không quá cao nhưng mà phải lưu ý đến những cái cơn mưa về chiều tối tại Tây Nguyên và Nam Bộ, và đề phòng với rông lốc, sấm sét và gió rất mạnh mọi người nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều, và bây giờ thì Thanh Tùng sẽ phải chào tạm biệt mọi người để có thể chuẩn bị lên hình bản tin dự báo thời tiết đặc biệt nhé mọi người nhé. Diễn ra vào khoảng 19h40 tối nay trên kênh VTV1 ngay sau bản tin thời sự kết thúc. Thì Thanh Tùng sẽ có rất là nhiều những cái thông tin hay ho về tình hình thời tiết trong tuần tới này, trên mọi miền của đất nước này, cũng như là những cái lời khuyên dành cho những ai yêu những cung đường, những thửa ruộng bậc thang ở vùng núi miền Bắc. Các bạn hãy theo dõi vào 19h40 tối nay trên kênh VTV1 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.